Vì sao? Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa hữu tình, vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ nên lìa hữu tình, vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa hữu tình, vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa hữu tình, vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa hữu tình, vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa hữu tình, vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa hữu tình, vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa hữu tình, vì lìa các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa hữu tình, vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa hữu tình, vì lìa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa hữu tình, vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa hữu tình, vì lìa pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa chân như nên lìa hữu tình, vì lìa pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa hữu tình, vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa hữu tình, vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa hữu tình, vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa hữu tình, vì lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa hữu tình, vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa hữu tình, vì lìa bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa hữu tình, vì lìa sáu phép thần thông nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa mười lực Phật nên lìa hữu tình, vì lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất nên lìa hữu tình, vì lìa tánh luôn luôn xả nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết nên lìa hữu tình, vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn đà la ni nên lìa hữu tình, vì lìa tất cả pháp môn tam ma địa nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa hữu tình, vì lìa quả nhất lai bất hoán a la hán nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại bồ tát nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí nên lìa hữu tình. Lại nữa các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.
Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo, vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa bậc cực kỳ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa bậc cực kỳ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa nhãn xứ nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ, nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ, nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ, nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ, nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa sắc xứ, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ, nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng kẻ nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ, nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ, nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ, nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định cứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ, nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông.
Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.
Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa quả vị độc giác.
Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa nhĩ tỷ thể thân ý thức giới nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa nhĩ tỷ thể thân ý thức giới nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa trí nhất thiết trí.
Lại nữa các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thoáng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.
Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa địa giới, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa.
Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa thủy hỏa phong không chấp giới nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo, vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Thế quyển thứ 343.